thưa quý vị và các bạn, trong khi dư luận đang xôn xao về dự án siêu bảo tàng nghìn tỷ, cùng với nhiều ý kiến cho rằng sự lãng phí của ngân sách nhà nước cho những bảo tàng này, thậm chí có nơi bảo tàng xây xong rồi thì không có gì để trưng bày, hoặc trưng bày rồi thì không có khách lui tới. Thế nhưng bên cạnh đó, có những bộ sưu tập cá nhân thường xuyên thu hút khách tham quan. Làng lụa Quảng Nam là một nơi như thế. Bắt đầu mở cửa đón khách từ tháng 7 vừa qua, cho đến nay, dự án này được xem là một sự kết hợp tài tình giữa làm văn hóa và làm du lịch. Lê Thái Vũ xuất thân từ một gia đình làm nghề trồng dâu nuôi tầm ở Đại Lộc, Quảng Nam. Theo đuổi giấc mơ khôi phục nghề truyền thống đã lụi tàn của một vùng đất từng là cái nôi tơ lụa của xứ Đàng Trong mấy trăm năm trước, anh bắt đầu dự án làng lụa Quảng Nam từ thời sinh viên. Riêng ở Quảng Nam mình thấy nó là gắn liền với cái lịch sử phát triển của cái thương cảng Hội An này, là điểm trung chuyển con đường tơ lụa trên biển. Đấy, người ta mua tơ lụa một thời vang bóng như thế mà bây giờ mà về là không có, cái lụa Quảng Nam không còn nữa. Thì nó là một điều hết sức vô lý. Thì trong cái cố gắng để mà khôi phục ngành nghề truyền thống thì đã là lâu rồi, nhiều đề tài rồi lắm rồi. Mình là một trong những người mà cũng muốn là khôi phục ngành nghề truyền thống này thôi. Nhưng mà cái cơ bản là bây giờ là chúng ta phải tìm ra được cái lợi thế so sánh cho cái ngành lụa của mình, ngành dâu tầm của mình. Thì lợi thế so sánh đó là gì? Nó có hai cái lợi thế so sánh mà chúng ta phải khai thác. Là thứ nhất là về cái là kết hợp cái ngành nghề này với du lịch. Đấy, với du lịch. Để mình xây dựng cho nó giống như một cái bảo tàng về lụa. Để mà gìn giữ lại những cái công cụ, dụng cụ cổ xưa của ông bà mình. Rồi kể cả bảo tàng những cái giống dâu, giống tầm, rồi cách làm tầm của người Chamba thế nào ngày xưa. Đó, ở đây có một cái đặc điểm đặc biệt là như thế. Mình khôi phục luôn cả cái dệt của Chamba hồi trước. Dệt của Chamba. Đó. Rồi cái cách nuôi tầm của người Chamba mình cũng từ tài liệu mình nghiên cứu rồi mình cũng khôi phục cái cách đấy để mình bảo tàng trong cái làng lụa của mình. Rồi đến là cái cách làm tầm của người Việt của mình thế kỷ 17. Làng lụa Quảng Nam nằm trên con đường ven đô Hội An là một bảo tàng sống về nghề trồng dâu nuôi tầm của người Chăm và người Việt cổ. Đây là mô hình làng nghề truyền thống giao thoa giữa hai nền văn hóa Chăm Việt. Với ý kiến đóng góp từ các kiến trúc sư hàng đầu và các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian. Từ đó mà làng lụa Quảng Nam có được cái vẻ bình yên đặc trưng của một ngôi làng dệt truyền thống Quảng Nam, nơi ra đời nghề nông, nghề trồng dâu nuôi tầm. Không gian văn hóa của làng lụa Quảng Nam được tổ chức đa dạng với những khu dành riêng cho ươm tơ, nơi đặt khung dệt kiểu cổ của người Chăm. 4 nghệ nhân Chăm dệt thổ cẩm truyền thống được mời về làm việc và đào tạo cho các thợ dệt trẻ. Có một khu dành riêng đặt khung dệt cửu diễn của người Quảng xưa, loại khung dệt chỉ Quảng Nam mới có. Chủ nhân bộ sưu tập không thể tìm thấy ở vùng đất này mà phải lặn lội vào tận làng dệt Bãi Hiền, thành phố Hồ Chí Minh, tìm lại những gia đình làm nghề dệt kỳ cựu. Thời của máy móc nên những chiếc khung dệt kiểu xưa này đã bị xếp lại dành để làm kỷ niệm. Sưu tầm về thì dễ rồi, nhưng mà có cái là để cho nó chạy thì anh kêu rất là nhiều thợ máy tới. Thợ máy tới sửa đồ đi cả năm trời như thế. Chạy rồi hư rồi những đủ cái lý do này trong này hết. Thì gần đây thì anh cho vận hành được hai cái. Cho ra sản phẩm là cái máy này và máy này. Máy này cho ra sản phẩm. Đầu thế kỷ 20 là nhân vật chủ diễn làm đột phá cho cái ngành dệt tơ tầm. Từ cái máy mà dệt tay như thế này, một ngày ra được có nửa mét hàng, chưa tới, khổ có 4 tấc như thế. Mà chuyển qua một cái máy dệt đạp như thế, một ngày nó 6-7 mét, có khi cả 10 mét. Mà du khách họ rất là thích, khi mà dệt xong mình cắt cho người ta luôn. Đó, cắt cho người ta một cái khăn mình tặng cho họ, hoặc họ mua trên máy như thế này luôn. Máy không có điện, máy dệt đạp như thế này. Một cái công trình, một cái sáng tạo của người Quảng Nam, riêng người Quảng Nam thôi. Bộ sưu tập 40 cây dâu chăm cổ cũng là một niềm tự hào của làng lụa Quảng Nam. Những cây dâu cổ có tuổi đời hàng chục năm được đưa về đây sau những chuyến đi điền dã tìm kiếm, lưu giữ các nguồn gen quý về dâu
giống tầm, tìm kiếm những gốc dâu cổ sót lại trên vùng rừng Quế Sơn, chưa hề bị lai tạp với các giống dâu hiện đại. Nghe người Nhật người ta nói là coi như là cái cây dâu này nó mọc ở Quảng Nam. Quảng Nam có vùng đất của mình, mà nếu như tìm được cái cây dâu này á, mới tìm được cái con cán vàng của mình ngày xưa á, con cán thuần chủng của Việt Nam mình ngày xưa mà nuôi đúng quy trình của nó, thì cái tơ đó nó nhập bao nhiêu nó cũng nhập, mua với giá rất là đắt. Cái cuốn mà về xứ Đằng Trong năm 1631 của giáo sĩ Paris người Ý có viết về, có miêu tả về cái xứ Đằng Trong, là miêu tả về cái cây dâu nó rất là cao to lớn lắm, nó mọc trong những thửa ruộng rất là lớn như thế. Rồi kết hợp với nhiều cái câu chuyện mình nghiên cứu lịch sử nữa, thì mình thấy rằng là có phải chăng là cái giống dâu giống tầm của ngày xưa đó. Thì mà người Nhật bây giờ họ đi kiếm, thì đấy là cái chìa khóa để mở cửa lại, để mở lại cho cái dự án mà khôi phục cái nghề tơ tầm của Quảng Nam mình. Mình tìm kiếm nhiều năm lắm, mà cái thời gian mình bỏ ra nó rất là nhiều đấy. Thì vô tình mình đi kiếm những cái nhà cổ về để mình làm cái làng lụa này, thì lại phát hiện ra nó nằm ở trong cái nhà của người dân ngày xưa. Thì mình cũng nghiên cứu tài liệu cái hãng Đề Ly Nông của Pháp ấy, họ cũng về, họ cũng quy hoạch cái dâu này, họ trồng trên Bà Nà núi Chúa, họ trồng trên vùng Quế Sơn, Quế Sơn rồi đấy. Những cái vùng đó mình tới thì họ chặt hết rồi, không còn nữa. Tìm kiếm không còn nữa. Nhưng mà sau này mình vô tình mình đi kiếm những nhà gỗ thì mình bắt gặp nó nằm sừng sững trong nhà dân, một trong những cái cây mà cái cây lớn nhất thì nó nằm ở kia, nhất là kia. Thì cái lá nó thấy nó là cái lá nó như thế này, lá nó hình chân chim như thế này, cây rất là to. Mình cũng không biết nó là của Champa đâu, nhưng sau này là nghiên cứu tài liệu ra này thì mới biết nó là cái kế thừa của Champa. Mình thấy nhìn thấy ở đâu đó trong cái văn hóa của người Chăm, trong những điệu múa apsara, rồi trong những cái họa tiết, trong những cái kiến trúc của họ đó, trong những cái tượng khắc ở của viền chà mày nọ đó, mình bắt gặp đâu đó cái họa tiết cái về cái lá này. Vì ngày xưa là thế kỷ 17 thì ông bà mình vào đây thì kế thừa cái ngành này của người Chăm lúc đó thì họ nuôi tầm là cũng là họ trồng những cây dâu rộng lớn như thế này. Thế còn sau đấy thì người Việt của mình đem cái giống dâu ở ngoài đàng ngoài vào thì nó không còn thấy những cây dâu lớn nữa, bởi vì dâu cao lớn như thế này á thì người ta phải bắt thang lên người ta hái, thấy không? Thì chỉ ai mà có khỏe mạnh là mới leo lên trên cây đó mà hái nuôi tầm thôi, mà năng suất làm sao bằng cái giống dâu của mình. Sau này là cái vườn dâu Việt Nam của mình trồng dọc dòng sông thì ai hái cũng được hết, là năng suất nó rất là cao. Còn cái cây dâu này nó rất là khó, mà người Chăm cổ ngày xưa là người Sao Huỳnh ngày xưa người ta đã biết nuôi tầm, mà người ta nuôi tự nhiên, người ta vứt tầm lên cây rồi sau đó nó kén, là người ta thu hoạch từ trên cây người ta về, chứ không phải thùng trong nông trong nia như người Việt Nam của mình sau này. Có hàng chục giống dâu, hàng chục giống tầm. Tầm ăn dâu nào sẽ nhả ra loại tơ ấy. Làng lụa có một khu dành riêng nuôi loại tầm cán, từng tạo ra danh tiếng của lụa Quảng Nam xưa, không để bị lai tạp với các loại dâu và tầm của Trung Quốc đang tràn lan trên thị trường. Cán vàng đấy thì nó bây giờ nó bị lai F1, nó bị lai rồi, lai tạp rồi. Ví dụ lứa đầu nó cán vàng nhưng mà lứa sau bắt đầu nó là lai nửa vàng nửa trắng. Còn lứa sau nữa là coi như là nó không nở luôn. Tức là bây giờ cái trứng của mình thực sự bây giờ nó phụ thuộc hoàn toàn Trung Quốc. Mà giống dâu này bây giờ kiếm được rồi, đây mà con tầm ấy, thì con tầm thì mình chưa kiếm được. Thì đang nhờ mấy anh em ở ngoài Viện Bảo tồn Gen Quốc gia của mình ở Hà Nội đấy. Du khách đến đây được tham quan một quy trình sản xuất khép kín, từ nuôi tầm đến khi dịch ra những mét lụa hoàn toàn thủ công. Thích thú với một nghề truyền thống đã hoàn toàn biến mất ở các nước công nghiệp. Không gian rộng mở, hòa mình với thiên nhiên khiến cho du khách phải đi chậm lại để thưởng thức hết vẻ đẹp của làng quê. Tự tay làm công việc của người thợ thủ công, thưởng thức món ngon dân dã của xứ Quảng, được tư vấn cách chọn lụa tốt, có thể mua sản phẩm không sợ bị nhầm lẫn với lụa Trung Quốc trà trộn khắp nơi. Sản phẩm của làng được tiêu thụ tại chỗ, được gửi gắm vào đó cả một câu chuyện dài về lịch sử, văn hóa, thể hiện triết lý của người làm dự án là gia tăng tối đa hàm lượng văn hóa của sản phẩm.
very, very good. I found it very, very interesting, and I'm actually impressed. I thought it was better than what I thought it was going to be, so I thought it was really good. Yeah. It's very different from the textile industry in your country? Very, very much so, because everything is automated, and if it's not, we have very, very little manufacturing of fabrics in Australia now. A lot of it is all imported from Asia, particularly China. Yeah, so to see it actually done in its old natural form, I think it's important. Làng Lụa còn đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, gặp gỡ giữa các nhà văn hóa, văn học và người yêu nghề tơ lụa truyền thống Quảng Nam, nơi tham quan và học ngoại khóa của học sinh, nơi tổ chức các hội thảo về sinh thái nhờ không gian thân thiện với môi trường. Mình đi Thái Lan, mình nghiên cứu cái rim thơm sinh là một cái mô hình rất là hiệu quả của Thái Lan, vì cái nhân vật rim thơm sinh này là một cái nhân vật người Mỹ, nhưng mà người ta khôi phục được là cái ngành nghề truyền thống của Thái Lan. Đấy, bây giờ Thái siêu là coi như nổi tiếng khắp thế giới rồi. Đấy, nhân vật rim thơm sinh này là cũng là một cái nhân vật hiện tại, thì mình qua mình coi các cái trang trại của rim thơm sinh và các cái showroom và cái cách làm của người ta, rồi mình đi Trung Quốc. Ở bên kia rất là nhiều, đi là Hàng Châu, Tô Châu, đi vào những cái nhà máy rất là lớn, họ cũng làm du lịch như thế. Nhưng mà mình thấy là Thái Lan là một cái mô hình mà mình phải học hỏi, chứ không phải là Trung Quốc đâu, nếu làm du lịch. Thưa quý vị và các bạn, Làng Lụa Quảng Nam là một bảo tàng sống nằm trong lòng của một di sản văn hóa sống. Sự kết hợp giữa văn hóa và du lịch, lấy du lịch nuôi văn hóa, tuy không mới mẻ, nhưng đây được xem là một cách làm văn hóa đầy bản lĩnh. Đến đây, chuyên mục Kinh tế xã hội của chúng tôi kỳ này xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.